đội cháu của hộ ông cô. Lấy một ca này. Em coi nha. Mình lấy màu nâu trước nha bạn, cho màu nâu. Đây. Mình cho cái này nha bạn, màu nâu. Có con này đang tắm nắng nhiều nha bạn. Đại con này đang như bi nhiều. Nó làm tối chân. Đây, mình cho cái chân với cái miệng nha mọi. Thank you.
Mày hay hỏi chắc chắn không? Các bạn nhớ bấm like và đăng ký nha bạn. Các bạn vô bé Nguyên chơi bời á, là hai bánh tròn à. Tô màu hồng. Chìm màu hồng nha bạn. Đây. Này. Không biết. Như biết màu nào ta. Đó màu màu. Các bạn biết màu nào không? Màu xanh. Ngày tiếp theo nữa mình tô màu nâu nữa. Tô màu nâu tiếp là mình tô lỗ tai. Tô màu tô ấy màu tím. Màu tím mình tô cái gì này nha bạn. Dưới mình tô màu da nha bạn. Đây đầm tô cái này. Da tô cái mắt cùng cái mắt cái nào. Này mình tô một màu hồng. Tô cái miệng nó. Này. Này. Mình thích không mà mình tô màu. Mình tô màu à, màu nhìn kia nha bạn. Nước mời này. Rồi mình tô xong rồi, má đem mình tô xong rồi nha bạn. Đây